Xin chào mọi người nhá. Ôi sao mà thời tiết nó lại nắng nóng thế nhở? Không thể chịu nổi nữa rồi, phải làm món gì giải nhiệt mới được. À đúng rồi, làm kem sữa chua túi nhá. Ôi cái món này thì nó lại cá một tuổi thơ. Để làm được cái món này thì mình phải cần chuẩn bị sữa tươi này, sữa đặc này, sữa chua. Và đương nhiên không thể thiếu được túi đựng và còn cái nịt. Ta đổ sữa tươi, sữa đặc vào, tùy độ ngọt mọi người thích mà cho nhiều hay ít. Cho sữa chua để tạo men nhá. Và sau đó là khuấy đều, càng đều càng kỹ càng tốt để chúng tan ra và hòa quyện lại vào với nhau thì khi ăn nó sẽ càng ngon. Giờ thì là phần cho vào túi và buộc nịt cố định thôi. Cho sữa già nửa túi thôi nhá, chứ nhiều quá là lúc buộc khó lắm nha, nó lại còn không được đẹp nữa. Ok xong, và giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh cho đông là sử dụng được nhá. Thời gian thấm thoát thôi đưa, và kem sữa chua bây giờ đã xong rồi đây. Mặt lạnh luôn, có ai thích ăn mà thích kiểu cắn gắp túi như mình không nào? Mời mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Là người Bắc Giang là phải biết ăn vải nhá, mà không phải người Bắc Giang thì cũng nên ăn vải đi. Mấy ngày vừa rồi thấy mọi người làm nhiều cái món vải lạnh rồi đổ nhân sữa vào trong nên mình cũng thử làm xem sao. Thử xem sao nó lại hot như thế. Đầu tiên là mình phải khéo léo bóc vỏ và tách hạt vải ra khỏi phần thịt quả. Cái này mình phải thật tỉ mỉ và cẩn thận để lõi trong nó không bị rách nhá. Nhìn mọi người làm dễ mà sao mình làm thấy khó dã man ấy. Mình tách nửa tiếng mới được tầm 15 quả đây này. Bây giờ thì tôm đã chuẩn bị hẳn 3 loại sữa khác nhau để làm nhân rồi đây. Sữa đặc này, sữa chua này và sữa tươi nữa này. Giờ mình sẽ đổ sữa vào trong quả vải đã tách vỏ và hạt nhá. Về cái khâu này mình hơi bụng nên nó bị dây dưa ra ngoài một chút, mọi người thông cảm cho mình nhá. Xem nào, 5 quả nhân sữa đặc, 5 quả nhân sữa chua và 5 quả nhân sữa tươi. Ok, bây giờ thì chúng ta phải bỏ vào tủ lạnh, đưa vào ngăn đá, chờ khoảng vài tiếng đồng hồ nhá. Tên tên, kem vải lạnh đã có rồi đây. Rồi, sữa bên trong đã đông lại hết rồi này mọi người này. Vải đã cứng lại thành kem rồi, cầm buốt hết cả tay luôn. Mình mời mọi người nhá. Vải nhân sữa đặc thơm ngọt khé cổ luôn á. Nhưng mà với những cái người gầy như mình ăn thì lại rất tốt đấy. Vải nhân sữa chua thì ăn rất là thanh, mình nghĩ nó sẽ hợp với nhiều người nhất bởi vì cực kỳ là dễ ăn, dễ tiêu hóa. Vải nhân sữa tươi thì thơm và đậm đà nhất luôn vì sữa đã ngấm hết vào thịt quả rồi. Mùa hè mà được ăn đĩa kem vải lạnh thế này thì đúng là nhức nách luôn, không còn gì để nói luôn. Ai chưa từng được ăn vải kiểu này thì còn chần chừ gì nữa mà không thực hành ngay đi, bởi vì nó ngon tuyệt cú mèo luôn nha. Ok, bye bye tất cả mọi người. Khổ, có cái ông viết nào ông cũng vào comment là tôm ơi, làm tôm hấp sữa tươi đi. Thì vì ông nhiệt tình quá nên hôm nay tôi đánh ăn tôi vậy. Yêu cầu kiểu này là hơi tốn đấy nhá. Này, tốn thêm cả hai hộp sữa tươi to đùng của tôi nữa luôn đây này. Nhà bạn nào không có cái nồi hấp như tôm thì lấy cái bát úp xuống rồi đặt cái đĩa lên là hấp cách thủy được như bình thường nhá. Hấp tôm thì nhanh thôi, mình đợi tầm 5 phút cho con tôm nó vàng cong người vào là chín nhá. Chưa biết vị của nó có ra gì không, nhưng mà tạm thời là thấy nó thơm cực kỳ, thơm nức mũi luôn ấy. Không còn mùi tanh của tôm nữa mà thay vào đó là một cái mùi thơm thơm bùi bùi. Thôi, mời mọi người ăn mình nhá. À chết, mời mọi người ăn tôm nhá. Chấm tương để thương nhau hơn nào. Ngon. Vì tôm hấp bằng sữa tươi có đường nên nó ngấm vào thịt, thịt nó ngọt ngọt béo béo ấy, lạ miệng thật sự. Làm thêm con nữa nào. Cảm ơn cái bạn gì đó đã mách cho tôm biết một cái món khoái khẩu như thế này nhá. Ăn ngon lắm mọi người ạ. Chính là bá đạo. Ai là tín đồ yêu thích trà sữa thì đừng bỏ qua video này nhá. Hôm nay mình sẽ biến ước mơ được tắm trong trà sữa của các bạn trở thành hiện thực với một cốc trà sữa siêu to siêu khổng lồ. Nhân tiện đây thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một vài những kỷ niệm dở khóc dở cười của mình với cái món tà tưa này. Ngày xưa mình có quen một bạn nữ, rồi cho đến một hôm bạn ấy nhắn tin bảo là: Tôm ơi, em thèm trà sữa quá. Mình mới nhắn tin lại là: Ơ thế à? Anh cũng đang thèm. Chả hiểu sao tự nhiên lại giận dỗi rồi block luôn. Mãi sau này mình mới hiểu là hóa ra ấy là cô ấy muốn mình phải trả lời là em uống vị gì để anh đạt. Thế rồi tôm mang luôn cái kinh nghiệm đó áp dụng với con bé quen sau. Cơ mà đến cái lúc hỏi thế em uống vị gì để đạt thì nó lại quay ra chửi mình. Đáng lý ra là anh phải bất ngờ đứng ở trước cửa nhà em và trên tay là hai cốc trà sữa chứ. Thôi thôi thôi, tôi cũng đến lạy các bà luôn đấy. Đã thế tôi tự làm tự uống, trả cho đứa dở nào cho nó lành nhá. Có phải thế không hả các anh em? Nay thèm trà sữa quá không ra ngoài mua được, tự nhiên lại tia được gói trà mạn của chú bảo vệ, thế là xin luôn. Để hôm nay thử làm trà sữa bằng chè của các cụ xem có thành công không nhá. Đầu tiên là mình phải cho chè vào sao này, để nhiệt độ vừa vừa thôi, tầm 5 phút thì bắt đầu đổ đường đỏ vào sau cùng. Bắc một nồi nước rồi đổ chỗ chè vừa sao vào, đun sôi cho đến khi chè tiết hết ra các chất ý, thì lấy sàng ra lọc nhá. Lọc bã chè ra và lấy mũi nước thôi, cho sữa tươi và sữa đặc vào. Chè mạn chát hơn nên là tốn nhiều sữa hơn. Bây giờ là đến phần trân châu nào, đun nước thật sôi thì mới bỏ hạt trân châu vào nhá. Mình bụng lắm nên là mua cái gói sẵn cho nó nhanh chứ không dám trổ tài làm.
làm. Luộc chân trâu tầm 20 phút đến khi hạt nó đen lại rồi thì mình vớt ra. Chuẩn bị một bát nước lạnh để bỏ chân trâu nhá. Ok, thế là xong hết rồi đấy. Giờ là lấy cốc cho đá, bỏ chân trâu và thêm nước trà sữa thôi. Ai đam mê chân trâu nhìn cốc này của tôm thì đúng là ứa hết nước bọt rồi đấy. Wow, mát lạnh phê quá. Trà nó chát hơn bình thường cơ mà vẫn quá là ok nhá. Mình đã thành công rồi mọi người ạ. À. Yeah, mời tất cả mọi người nhá. Cái gì? Thách tôm làm bánh từ Milo. Dạo này anh em là thách tôi hơi nhiều nhá. Làm bánh thì chỉ cần bột, trứng, sữa, đường các kiểu thôi. Đánh sền sệt cái bột Milo với nước nóng trước, sau đó là đánh trứng với bột mì, sữa và đường. Tôm không biết lý do gì mà phải tách riêng ra như vậy, trong khi kiểu gì thì cuối cùng là nó cũng đổ vào nhau thôi. Thôi thì hướng dẫn ghi sao là mình cứ làm y như vậy. Tại mấy lần là tôm sáng tạo là đều hỏng hết. Sau khi có hỗn hợp bột rồi thì mình còn cho thêm cả bơ lạt vào nữa, đánh cho nó tan đều bột ra, rồi sau đó mới đổ vào khay qua cái dây ấy, rồi mình đem đi hấp. Sau 30 phút là đã có miếng bánh tôm phức rồi. Ây thế mà chả hiểu sao đã phết bơ xung quanh khuôn rồi mà nó vẫn bị dính. Mình trộn bơ nhiều quá nên là bánh nó cứ như miếng pate ấy, ánh ánh giống mỡ thế, cười vỡ bụng luôn á. Sao bao nhiêu lần thì tổ nghề bánh vẫn không phù hộ độ trì cho mình. Ê, làm gì đấy? Anh à, em làm pate nhỉ? Thì anh cứ lấy mì nhé. Trời nắng nóng như này mà phải ra ngoài thì đúng là một cực hình. Nhưng mà bản thân lại muốn uống sinh tố, ăn các kiểu thì ở đâu nhỉ? Ở nhà thì cũng vẫn cứ làm đồ ăn, đồ uống ngon thì chứ sao đúng không? Chợt nhớ ra là nhà mình còn mít, ít sữa chua và sữa đặc. Nhanh trí làm ngay cốc sữa chua mít ăn cho đỡ thèm nào. Đầu tiên là mình phải xé mít ra thành sợi. Còn ai mà thích kiểu ăn thùng uống vại thì cứ để cái muối cũng được, không vấn đề gì cả. Mít để làm món này phải là mít dai, vì mít mà khi chín nó sẽ rất là nát, nhũn, nên là không đảm bảo được cái độ ngon và đẹp mắt. Sau khi xé mít xong rồi thì mình cần phải lấy sữa chua, sữa đặc và lấy thêm đá để chút nữa cốc sữa chua của mình sẽ mát lạnh nhá. Rồi giờ mình chỉ cần bỏ tất cả vào cốc này, mít sợi này, sữa đặc này, sữa chua nữa, căn làm sao cho vừa miệng mình ăn là được. Chuẩn bị thêm cho tôm một quả chanh nữa nha. Thái một lát chanh mỏng để cố định lên miệng cốc để làm gì? Vâng, để làm màu. Vắt một vài giọt nước chanh vào trong để kích thích hương vị của nó cuốn hút hơn. Có ai mê kiểu ăn như này không nhở? Giơ tay lên tôm xem nào. Ok, xong rồi và giờ là đến phần thưởng thức thôi. Trộn tất cả chúng đều lại để hòa quyện vào với nhau. Món này làm quá đơn giản luôn mà lại ngon miệng nữa. Nếu như ăn ở ngoài muốn vừa miệng mình ý, full topping các kiểu thì chắc một cốc cũng phải tầm 45-50 nghìn mất. Còn ở nhà thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thôi, hôm nay tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Hẹn tất cả mọi người ở những clip lần sau. Hello mọi người, chính là tôm đây. Và để xem hôm nay sẽ có món gì cho mọi người nhớ. Thật là tình cờ trong sự sắp đặt là nhà lại có khá nhiều hoa quả. Quá hợp cho thời tiết oi nóng mà làm một cốc hoa quả dầm sữa chua thì nó lại hết ý. Đố mọi người biết quả này là quả gì? Quả mắc cọp đấy. Ngày xưa mình cứ bị nhầm nó với quả lê. Ai nhầm nhọt sang trồng trọt giống mình không nhỉ? Hoa quả thì mình sẽ bổ hạt lựu cho nó dễ ăn nhá. Thanh long cũng vậy, mình chỉ việc bổ đôi, bổ ngang, bổ dọc ngay bên trong lòng rồi lấy thìa xúc ra là được. Thanh long mình có hai loại luôn nhá, một loại ruột đỏ và một loại ruột trắng. Đến khi làm tới dưa hấu thì mình hơi cay cú bởi vì rõ ràng là cái bà bán dưa khẳng định là ruột đỏ ngon ngọt mà cùi mỏng lắm con ạ. Và sự thật thì mọi người cũng nhìn thấy rồi đây. Cuối cùng là lấy sữa chua, cho sữa đặc vào. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa này? Ăn thì phải ăn bằng bát thì nó mới lại uy tín nha. Hy vọng là trong cái thời điểm dịch đang nhạy cảm này thì mọi người hãy hạn chế ra đường để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và gia đình nhá. Yêu cả nhà nhiều. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.